Hiện tại bây giờ đang là giữa mùa măng của năm 2021 và cái măng mầm này hiện tại bây giờ nó có giá là 180.000 đồng một cân Giảm so với Cách đây mấy hôm là 20.000 đồng một cân Và cái măng mầm này là một cái loại măng rất là ngon Đây là cảnh mình đang đóng Những cái túi măng này và nát nữa sẽ được chia ra như thế này Mỗi một túi có thể một cân hai cân để gửi tới cô chú anh chị Đó và mỗi một gói măng như này một cân có giá 180.000 đồng Măng mầm là một loại măng rất là ngon, cực kỳ ngon Ăn cực kỳ giòn mà nó thơm Ngâm ngâm ra và chúng ta nấu luộc lên xong sau, sau đó là chúng ta nấu đó. Cái măng mầm này là măng non nhé Thì nó khoảng trên 95% là ăn được hết Chứ không có bỏ đi, không có bỏ đi Gần như là không có bỏ đi, hầu như là măng non mà măng non đào lên sau đó thì luộc uh, thái ra một uh, bên sau đó thì sẽ bành ra để phơi phơi cho nó khô nguyên ở cái cây măng đó sau đó thì uh, sẽ lại uh, đóng thành từng túi xếp vào rồi đóng thành từng túi như thế này nó mỗi túi một cân thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái măng mầm ấy thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình ở đây mình đóng rất là nhiều một ngày đi cũng khá là nhiều đơn hàng về măng đó thì mỗi một đơn uh, thông thường thì mọi người hay đặt là một cân hoặc là hai cân cũng tùy có những người 5 cân 7 cân 10 cân tùy vài chục cân cũng có uh, có những người thì lại lấy buôn đó đây là cái cảnh đóng măng vào thời điểm hiện tại như hôm nay đấy hôm nay đâu đó đi cũng khoảng một tạ mấy gần hai tạ đó đây là cái gói măng cái này thì mọi người có thể chế biến khá là nhiều món À, chúng ta nấu à, chân giò cũng được, à, xé ra xào cũng được. Thực ra mỗi một lần thì chúng ta cũng chỉ cần ăn một gia đình bốn người thì cần ăn khoảng 2 đến ba cái miếng này thôi. Một cân thì chúng ta cũng dùng được khá là lâu, nó khô rồi thì nó top vào mà. Đó. Thì à, cái này rất phù hợp mà cho những chị em nội trợ muốn nấu một cái món canh măng ngon hoặc là xào nấu hay là nấu chân giò gì đó à, liên quan đến món măng cực kỳ ngon.